Ok, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Nico Robin trong One Piece cho mọi người xem nha. À nhầm, phải gọi là tô màu mới đúng, do là mình đã vẽ xong xuôi hết rồi nhưng lại quên quay video lại. Nên giờ chỉ còn có cái video tô màu thôi ha ha. Có ai coi One Piece là fan của nhân vật này không thì điểm danh cái này. Cần đổ bóng và trang trí một chút nữa là xong nha. Ok, đã hoàn thành rồi mọi người ơi, giờ thì ký tên vào nữa là xong thật sự nè ha ha. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ấn like và share để ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye.